Cửa hàng âm thanh bãi 97 xin kính chào toàn thể các bác. Thì ngày hôm nay bên em về cho bác một lô vàng số tới từ thương hiệu Theta các bác nha. Có model là Theta K3. Nhắc tới thương hiệu Theta thì em đảm bảo các bác là ít nhất một lần trong đời các bác đã từng nghe tới dòng thương hiệu Theta này rồi. Và trên thị trường âm thanh với tất cả những dòng vang số thì cái dòng vang Theta nói chung và Theta K3 nói riêng thì đây là một dòng vang số người ta được đánh giá là dòng vua của những cái dòng vang có effect các bạn nha. Đây là dòng vang mà có cái effect echo reverb hay nhất trong tất cả những cái dòng vang số mà với dạng phân khúc tầm bình dân 2 triệu rưỡi 3 triệu trở về sau. Đấy. Thì Theta thì nó rất là nhiều cái model. Thứ nhất là Theta K1, Theta K3, Theta K3 cộng, Theta K3E và Theta K6. Đấy là những cái dòng vang số rất là quen mặt. Tuy nhiên thì dòng vang Theta K1 và Theta K6 nó sẽ không được ưa chuộng nhiều như Theta K3 và Theta K3 cộng cũng như Theta K3E. Thứ nhất là Theta K1 thì nó là một dòng vang cơ lai số. Theta K6 thì nó cũng là dòng vang cơ lai số, nhưng mà Theta K6 lại có một cái nhược điểm rất là chết người và khiến cho rất là nhiều bác trong cái khi mà mình chơi âm thanh mình không thích cái vấn đề ấy. Đó chính là Theta K6 thì nó không có phím volume riêng biệt cho music và cho nhạc, cho mic các bạn nhá. Có nghĩa là các bác vặn một cái chip áp thì nó sẽ tăng lên tất cả những cái thông số. Đó là một cái được nhược điểm cực kỳ lớn và rất là ít người dùng với vang Theta K6, dù cái chất âm của Theta K6 cực kỳ hay. Đấy. Thì ngày hôm nay thì bên em có về cho các bác một, đây là lô tầm 30 con vang Theta K3. Đấy. Bọn em có cả phiên bản Theta K3E, nhưng phiên bản Theta K3E thì bọn em sẽ lên sóng sau cho các bác nhé. Đấy. Theta K3 lần này thì bọn em về là một lô vang, đây là phiên bản tiếng Anh. Đấy. Trên thị trường thì có từ những đơn vị người ta bán cho các bác phiên bản Theta K3 tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên thì cái Theta K3 của bọn em thì là một cái phiên bản quốc tế, không phải là phiên bản nội địa của Trung Quốc, cho nên là nó là chạy phần mềm bằng tiếng Anh. Đấy. Thì số lượng là có tầm 30 con và để cho các bác không phải khỏi tò mò về mức giá của dòng vang này. Một dòng vang số hay như này, có cộng quang, có phần mềm phiên bản tiếng Anh và tất cả mọi thông số tiếng Anh, thì hiện tại giá bán tại cửa hàng 1977 là 2.500.000 đồng một con các bác nhá. Giá tại cửa hàng. Đấy. Và phiên bản Theta K3 thì bọn em đã giới thiệu các bác từ rất nhiều lần trong những cái video, những cái live stream. Đấy, từ ngay từ những ngày đầu tiên mà em bán hàng đồ âm thanh này thì em cũng bán vang Theta là cái dòng vang đầu tiên. Đấy. Cho nên là cái kinh nghiệm về bán vang Theta cũng như cái chất âm của Theta thì bọn em đã được đánh giá, em đã được cảm nhận qua rất là nhiều rồi. Thì đảm bảo với các bác là các bác mua vang Theta K3 như này về là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Nói chung là các bác hát karaoke, các bác nghe nhạc đều rất là hay vì dòng này nó cho các bác một tiếng echo reverb cực kỳ ngọt ngào. Kể cả echo của mic, echo reverb của mic, echo reverb của nhạc đều như vậy luôn. Đấy. Thì tổng quan về cái dòng vang Theta K3 này thì sẽ các bác sẽ thấy là trước mặt các bác thì ngoài cái model này, tên model của Theta và đây là K3 thì nó sẽ cho các bác là ba cùng mic phía trước. Đấy, ba cùng mic phía trước cũng như là gần như tất cả các phím chức năng phía trước, một màn hình hiển thị dạng analog và ba cái chip áp dạng chip áp pi để điều khiển các thông số của mic, của nhạc và của cái effect tổng. Đấy. Thì các bác sẽ thấy là do là một phiên bản quốc tế, tuy nhiên sản xuất tại Trung Quốc, thì các bạn sẽ thấy là một số cái những cái phím chức năng nhá, một phím chức năng cũng như là các cái thông số của các cái phím ấy thì là người ta đang còn hiển thị cái tiếng Trung Quốc. Đây cũng chính là cái nhược điểm duy nhất của cái dòng vang Theta K3 này, có nghĩa là cái bên ngoài của nó là tiếng Trung Quốc các bác nhá, còn bên trong của nó là sẽ là tiếng Anh. Thì để khắc phục cái nhược điểm này thì bên em đã có đặt hàng một cái phần là gọi là cái phần tem cái việt sắp để chúng ta sắp từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh như thế này. Đấy, thì cái này thì không phải là nói đâu các bác nhá, bọn em đã đặt một cái dạng việt cái tem, nhưng mà cái dạng tem màu xám ghi để cho nó phù hợp với con vang Theta K3 như thế này. Còn cái này thì em sẽ dán tạm vào đây để cho các bác tưởng tượng được là sau khi mà bên em dán việt sắp thì nó sẽ như thế này, với các cái phím chức năng ở đây. Đây là trong hú này, đây phần mic này, phần music này, đấy phần effect và phần sub. Ngoài đây ra bay các những cái ba cái chip áp này thì nó sẽ tương ứng với là phần nhạc, phần mic và phần effect. Đấy. Trong này thì nó có một cái cổng USB phía trước để chúng ta cài đặt phần mềm. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không dùng cái cổng ấy mà chúng ta sẽ dùng cái cổng RS232 ở phía sau như thế này để cài đặt phần mềm các bạn nhá. Cách cái phía trước
cái cổng USB phía trước của nó thì nó cần có một cái driver riêng để khi mà các bác cài đặt phần mềm bằng máy tính thì các bác dùng cái đó. Và cái driver ấy thì bên em cũng không có, và cũng nói chung là chúng ta có cái RS232 như thế này thì chúng ta cũng không cần dùng đến cái cổng USB phía trước nữa làm gì, đúng không ạ? Dòng này thì nó sẽ cho các bác một cái tích hợp cho các bác một cái cổng quang. Đấy. Một cái cổng quang optical đấy các bác này. Đây mới chính là cái điều giá trị của dòng này. Vì thực sự mà nói thì bây giờ các bác đa phần mọi người đều đã sử dụng những cái tivi đời cao. Ví dụ như những dòng Smart TV của Samsung, của LG, những cái dòng TV của thương hiệu của Trung Quốc, ví dụ như Coca chẳng hạn. Đấy, là nó là những phiên bản đời cao Smart TV thì nó đã tích hợp tất cả những cái cổng quang, cổng optical cho các bác, đúng không ạ? Thế nên là dòng vàng này nó cũng sẽ tích hợp cho bác cái cổng optical nhá. Con này thì nó sẽ sử dụng điện một cái nguồn là gọi là nguồn sung, hoạt động ở 90 đến 250V đều hoạt động bình thường. Đấy, với cái nguồn sung như này thì nó sẽ khắc phục cho các bác cái nhược điểm là những cái khu vực mà điện yếu thì nó sẽ hay bị tự, nếu như bác dùng vang nguồn xuyến ở khu vực điện mà yếu á, thì nó sẽ tự khởi động lại con vang đấy, trong ảnh hưởng đến quá trình mình chúng ta sử dụng. Giống như hệt này ở quê em cũng vậy, quê em bây giờ từ tầm 5:30 6 giờ thì điện nó rất là yếu đấy, thì những bác nào dùng vang nguồn xuyến ở cái tầm ở 0 giờ đấy, ở như ví dụ như ở quê em thì gần như là không thể sử dụng được. Thì con vang này thì nó hoạt động ở những mức điện áp dạng nguồn sung mà, nên là hoạt động ổn định từ 90 đến 200V, khắc phục hoàn toàn cái điểm đấy nha các bác nhá. Khắc phục hoàn toàn cái việc là bị khởi động lại vang cũng như là reset lại phần mềm. Đấy, về phần mặt sau thì nó cho các bác những cái cổng kết nối bằng hoa sen, bằng Canon, và có hai cái cổng mic 4.5. Hai cái cổng mic 4.5 thì lưu ý các bác là khi các bác dùng á, các bác dùng thì các bác nên dùng ba cái cổng mic phía trước. Đây, bác dùng ba cổng mic phía trước. Còn hai cái cổng mic phía sau này thì các bác không nên dùng. Vì nếu các bác dùng hai cái cổng mic phía sau thì các bác phải tăng âm lượng nó lớn hơn một chút. Nếu hai cái cổng mic phía sau này thực tế ra mà nói thì nó thiết kế để nó kết hợp với cái bàn mixer các bác nhé, kết hợp với bàn mixer cho nên nó giảm cái độ lớn của âm lượng nó vào đi, cho nên là cái âm lượng khi các bác dùng cái cổng 4.5 này nó sẽ nhỏ hơn là các bác dùng cái cổng 3.1.2.3 phía trước. Đấy, nói chung là Theta K3E thì không cần nói nhiều về cái độ hay của nó, thực sự nó là cái dòng vang vua của effect rồi, vua của effect. Đấy, thiết kế thì nhỏ gọn, đầy đủ những tính năng, có cổng quang, cài đặt bằng phần mềm và cài đặt bằng tay thì rất là dễ. Và bên em đã có những cái video hướng dẫn các bác chỉnh tay với dòng vang Theta K3 cũng như chỉnh phần mềm với Theta K3. Các bác có thể là xem trên những cái kênh sóng của hệ thống cửa hàng Xuân Tốc Đỏ, ví dụ như là Xuân Tốc Đỏ Audio 1977 hoặc 5 Tép Audio. Đấy, xin nhắc lại một lần nữa với tất cả các bác thì với một con vang với cái độ đẹp tới tầm 90% như thế này, vang Theta K3 có cổng quang và những cái phiên bản như này đều dễ dàng cài đặt, thì giá hiện tại tại cửa hàng 1977 là 2.500.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Xin hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo của 1977. Xin chào.